Ngăn đông mềm, vừa được cách ly tốt với phần còn lại của ngăn mát, vừa có độ lạnh rất lý tưởng là lăn quanh mức 0 độ C, giúp bảo quản thịt chế biến trong ngày không bị đông cứng và hạn chế bị giảm độ tươi ngon của thịt. Tủ lạnh hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều mức giá với nhiều chủng loại và tiện ích khác nhau. Như chiếc tủ lạnh ngày hôm nay thì mình tin chắc là cái ngăn đông mềm của tủ sẽ là lý do chính để mọi người lựa chọn nó. Còn cụ thể như thế nào thì mọi người cứ từ từ yên tâm, tại vì trong video này mình sẽ nói một cách chi tiết nhất. Chiếc tủ lạnh hôm nay đến từ Aqua. Đây là loại tủ có ngăn đông hay còn gọi là ngăn đá, được đặt ở bên dưới, dung tích không quá lớn nhưng vẫn dư sức để phục vụ nhu cầu bảo quản thực phẩm cho các bữa ăn hàng ngày. Để bảo quản thực phẩm thì chúng ta sẽ có hai ngăn. Ở trên này là ngăn lạnh hay còn gọi là ngăn mát, còn ở bên dưới là ngăn đông. Trong ngăn mát này thì các bạn để ý nha, có một cái ngăn riêng nữa, Magic Zone. Đây là ngăn cấp đông mềm và cũng chính là cái ngăn mà mình muốn nói nhất luôn. Nếu xét cách bố trí thì có thể xem cái ngăn đông mềm này là một cái ngăn riêng luôn cũng được. Tại vì ngăn này có các vách ngăn chia cũng như là có đường ron trên cửa để cách ly với ngăn mát của tủ lạnh. Chỉ có một điều là ngăn đông mềm và ngăn mát đều sử dụng chung một cái cửa này mà thôi. Và phần dung tích của hai ngăn á hoàn toàn tách biệt với nhau. Phải nói cách làm này rất là hay nha. Hay ở chỗ là vì cái ngăn đông mềm hết 90% là chúng ta để bảo quản thực phẩm tươi sống sử dụng trong ngày, thì sẽ hạn chế được tình trạng nhiễm khuẩn chéo với các loại thực phẩm ở cái phần ngăn mát, vốn là nơi chúng ta để thực phẩm ăn liền hoặc là chế biến sơ lại mà thôi. Cái hay nữa là ngăn đông mềm có một cái khay riêng gần như kín hoàn toàn, nên lúc chúng ta mở cửa tủ cũng hạn chế thất thoát hơi lạnh ra, giúp thực phẩm bên trong được đông mềm ở mức nhiệt độ ổn định và lý tưởng nhất. Mình nói nhiệt độ lý tưởng ở đây là mình cũng đã đo nhiệt độ của ngăn đông mềm này, là nó sẽ dao động ở 0 độ C khi chúng ta thiết lập tủ lạnh ở nhiệt độ trung bình, và độ lạnh của ngăn đông mềm là tối đa. Ở mức nhiệt độ này sẽ vừa đủ để tạo nên lớp băng mỏng bên ngoài miếng thịt. Trong video có thể các bạn sẽ không thấy rõ được, do khi lấy ra thì lớp băng này nó sẽ tan ngay, tại vì 0 độ cũng là mức nhiệt độ mà nước đá sẽ tan chảy mà. Nhưng để sử dụng hiệu quả thì mình cũng có một số lưu ý như sau, và mình nghĩ là các bạn cũng cần nên nắm. Đó chính là cái cần gạt chỉnh độ lạnh của ngăn đông mềm, nó nằm tích sâu bên trong của ngăn này. Thế nên trước khi mà chúng ta bảo quản thực phẩm các loại thì mình nghĩ các bạn nên làm một việc, đó là chúng ta tháo hẳn cái ngăn này ra luôn, sau đó chỉnh cần gạt lên mức mát. Như vậy là sau này chúng ta không cần quan tâm đến nó nữa. Xong bước này là coi như xong được một phần. Bước tiếp theo nữa là các bạn tùy chỉnh nhiệt độ của ngăn mát, và nếu có thực phẩm trong ngăn đông mềm thì các bạn hãy cho nhiệt độ từ mức trung bình trở lên để ngăn đông mềm nhận được độ lạnh phù hợp. Với mức nhiệt trung bình á, thì nhiệt độ ở ngăn cốc đông mềm sẽ dao động 0 độ C. Còn nếu như các bạn muốn có một nhiệt độ cấp đông sâu hơn thì các bạn có thể vặn cái nấm trên này lên mức mát, thì nhiệt độ ở ngăn cốc đông mềm dao động từ âm 2 đến âm 8 độ C. Và đây cũng chính là mức nhiệt cấp đông cho thực phẩm không làm mất chất, có thể bảo quản được vài ngày. Từ nãy đến giờ các bạn cũng thấy là mình dành khá nhiều thời gian để nói về cái ngăn đông mềm này, tại vì mình cảm thấy đây là một cái ngăn khá quan trọng và hay ho cho những bạn ưa thích chế biến thịt cá tươi sống trong ngày. Sáng chúng ta đi chợ, chúng ta mua đủ thực phẩm trong ngày hoặc tối đa là 3 ngày thì cái ngăn này hoàn toàn đáp ứng được, cả về khả năng bảo quản thực phẩm và dung tích cũng đủ lớn, cho nên đảm bảo mỗi bữa ăn đều tươi ngon và giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng. So với mặt bằng chung, những chiếc tủ lạnh mình được trải nghiệm á, thì có thể nói đây là một điểm cộng rất lớn nha. Tại vì rất ít tủ lạnh trong tầm giá này có ngăn cốc đông mềm, mà có chăng đi nữa thì nó cũng phụ thuộc rất lớn vào cái ngăn mát. Chúng ta phải điều chỉnh ngăn mát ở nhiệt độ tối đa, mà có khi ngăn cốc đông mềm nè, nhiệt độ vẫn chưa đủ lạnh. Cho nên đây mới chính là ngăn đông mềm thực thụ. Xong ngăn đông mềm thì mình sẽ đến với ngăn mát. Ngăn này cũng có dung tích vừa đủ lớn nha. Nếu tính luôn bề mặt ngăn rau củ á, thì sẽ có hai khay, chất liệu là kính chịu lực giúp tăng thẩm mỹ cho không gian bên trong của tủ. Chiều cao mỗi khay cũng khá thoải mái, kết hợp với các khay trên cửa nên việc sắp xếp đồ vào bên trong cũng khá là thuận tiện. Ngăn rau củ khá to so với dung tích tổng thể của phần ngăn mát, tầm là khoảng 1/3 dung tích ngăn, các bạn có thể thoải mái để vào các loại rau củ trái cây. Mới đi qua hai ngăn thôi mà có thể thấy là chiếc tủ lạnh này hướng đến sự lành mạnh trong thói quen ăn uống của gia chủ rồi. Nói đùa chút cho vui thôi, nhưng một chiếc tủ lạnh tốt phải là chiếc tủ lạnh mang đến sức khỏe tốt hơn cho người dùng thông qua chất lượng nguyên liệu trong từng bữa ăn. Điều này được thể hiện qua hai yếu tố, đó chính là nhiệt độ bảo quản và khả năng kháng khuẩn của tủ lạnh. Với chiếc tủ lạnh này thì mình có đo thường xuyên biên độ dao động nhiệt là từ 2 đến 6 độ C. Nếu mà trong quá trình sử dụng các bạn mở cửa tủ thường xuyên thì mức nhiệt này có thể cao hơn. Khả năng làm lạnh của ngăn mát cũng rất tốt, nhờ vào công nghệ làm lạnh đa chiều giúp mọi vị trí trong ngăn nhận được nhiệt độ tương tự nhau. Còn về vấn đề khử mùi cũng như bảo quản thực phẩm á,
đã có công nghệ DeoFresh giúp kháng khuẩn khử mùi cho tủ. Điều này dễ thấy nhất là nếu như các bạn rút điện của chiếc tủ lạnh ra, sau một thời gian thì cái mùi ẩm mốc của tủ nó dấy lên như thế nào các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà chỉ cần các bạn khởi động tủ lại trong vòng 2 tiếng thôi là cái mùi ẩm mốc đó nó sẽ dễ chịu hơn hẳn, và mất từ nửa tiếng đến một tiếng nữa là các bạn có thể sử dụng tủ một cách bình thường luôn. Còn về tiện ích là ngăn mắt này có một cái đèn chiếu sáng có độ sáng cũng tương đối cao, giúp cho các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong tủ dù ban đêm. Hãng còn in thêm chữ LED trên đèn nữa mới ghê chứ. Có thể là hãng sợ người dùng không biết đây là đèn LED hay chăng? Và cuối cùng là ngăn đông. Do ngăn này đặt ở dưới cùng cho nên vị trí sẽ tương đối thấp khi so với những chiếc tủ truyền thống có ngăn đông bên trên. Nhưng xét về độ rộng rãi, nhất là khi đây là một chiếc tủ lạnh nhỏ nhắn, thì độ rộng như thế này thì không còn bàn nữa, mình khá là hài lòng. Bên trong ngăn đông còn được trang bị hẳn một ngăn kéo. Trường hợp các bạn trữ đông thịt tươi sống thì ngăn kính đáo này sẽ giúp cho các bạn có thể ngăn cách với thực phẩm còn lại tốt hơn. Ở khay đá đi kèm này thì chắc là mình không cần phải nói quá nhiều đâu, tại vì các bạn cũng thấy đó, nó đâu có khác gì so với các dòng tủ lạnh kia là mấy. Mà điểm nhấn chính là cái không gian đặt khay đá này rất rộng rãi luôn. Các bạn cũng có thể thoải mái đặt vào một con gà mà không gặp gì khó khăn. À, xíu nữa mình quên nha. Để điều chỉnh độ lạnh của ngăn đông á thì các bạn dùng cần gạt được đặt ở bên trong ngăn mát. Mọi thứ của chiếc tủ lạnh này đều khiến cho mình hài lòng. Duy chỉ có bộ điều chỉnh nhiệt độ của các ngăn á là hơi gây khó cho mình một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong quá trình sử dụng hiếm khi mà chúng ta sẽ chỉnh nhiệt độ của các ngăn. Chúng ta mua về thì chúng ta sẽ thiết lập ngay lần đầu và sau đó cứ vậy mà sử dụng, cho nên không ảnh hưởng gì đến quá trình sử dụng hàng ngày cả. Ngoài ra, về điện năng tiêu thụ của tủ lạnh cũng khá thấp, các bạn có thể tham khảo chi tiết trên màn hình. Và đến với yếu tố cuối cùng không thể bỏ qua của một chiếc tủ lạnh, đó chính là phần thiết kế. Tại vì tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến nội thất. Cho dù đây là một chiếc tủ lạnh có dung tích không quá lớn, nhưng mà cũng ảnh hưởng rất nhiều đến không gian. Có khi cái sự ảnh hưởng của nó còn to hơn những chiếc tủ lạnh có dung tích lớn hơn. Tại vì thường không gian đặt những chiếc tủ như thế này rất là ấm cúng, chẳng hạn như là căn bếp nhỏ của các hộ gia đình, thì lúc đó có khi chiếc tủ nó sẽ quyết định luôn không gian có sang hay không và độ thẩm mỹ đang đạt ở mức nào. Tủ tuy không có mặt kính, mặt trước nhám mờ nhưng cũng phản chiếu lại không gian một ít. Tủ cũng sẽ không có mở rộng quá nhiều về chiều cao. Đây cũng là một lợi thế khi ngăn mát rất là vừa tầm lấy, hạn chế đứng lên ngồi xuống khi nấu nướng. Tóm lại, với những gì chiếc tủ này được trang bị, đặc biệt là ngăn cốc đơn mềm của tủ, bảo quản thực phẩm tốt trong ngày, thì tất nhiên là chiếc tủ này sẽ phù hợp với những gia đình có thói quen chế biến thực phẩm để sử dụng trong ngày rồi. Thực phẩm sẽ được bảo quản với điều kiện lý tưởng nhất để giữ được độ tươi ngon. Và đặc biệt với những nhà nào mà có người lớn tuổi thì ngăn mát bố trí ở trên sẽ giúp cô chú không cần phải đứng lên ngồi xuống quá nhiều. Chi tiết về sản phẩm cũng như giá bán có cập nhật trong đường link ở phần mô tả. Và nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì các bạn có thể like, subscribe kênh YouTube Điện Máy Xanh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video tiếp theo.